Từ thuở sơ khai, chỉ có bóng tối tồn tại và sau đó, từng bước bắt đầu sự sống trong thời gian, không gian và vật chất vô tận. Giờ đây, hãy hướng tới những điều mà trước đây chúng ta chưa tưởng tượng được, vượt quá giới hạn sự tồn tại của chúng ta ở một nơi mà chúng ta gọi là vũ trụ. Mỗi vì sao lung linh mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời vào ban đêm là một khối cầu khổng lồ của khí sáng và siêu nóng to lớn hơn bất cứ hành tinh nào. Và mỗi vì sao đó lại có một câu chuyện riêng của mình, một sự ra đời ngoạn mục và mạng sống treo trên bờ vực thẳm. Ban đầu, trọng lực tập hợp các vì sao lại và sau đó cũng chính trọng lực muốn nghiền nát chúng. Và sự ra đi đó làm chấn động cả thiên đàng, cả một khối phát nổ trong ánh sáng chói lòa, vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ. Vũ trụ với những hoạt động bất ổn nhất, câu chuyện của những vì sao. Khám phá vũ trụ, câu chuyện của những vì sao. Như một thành phố lấp lánh giữa sa mạc, các thiên hà được hình thành từ trong bóng tối rộng lớn của vũ trụ. Các thiên hà được tạo thành từ hàng tỷ ngọn đuốc sáng rực, được gọi là các ngôi sao. Có hàng tỷ tỷ ngôi sao, thực ra trong thiên hà của chúng ta có khoảng 400 tỷ ngôi sao, chỉ là tính riêng trong thiên hà của chúng ta. Nhưng những ngôi sao được sinh ra như thế nào? Chúng sẽ mất đi ra sao? Và tại sao cuộc sống của tất cả mọi người trên trái đất lại liên quan đến sự ra đi của các vì sao? Quá trình tìm kiếm câu trả lời bắt đầu từ đây, trong một đám mây đầy bụi và không khí bay lửng lơ phía trên sa mạc của các vì tinh tú. Các bạn đang nhìn ngắm các cột tạo vật. Các cột tạo vật là một vườn ươm của các vì sao. Các ngôi sao mới đang dần ra đời ở các vùng trung tâm. Ở cách trái đất 7.000 năm ánh sáng, các cây cột tạo vật là một phần của cụm tinh vân Đại Bàng. Đó chỉ là một trong hàng tỷ vùng sáng đã tạo nên các ngôi sao trên bầu trời. Các cột tạo vật là những tháp mây bụi và khí hydro. Nếu chúng ta còn nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thì các nguyên tố nhẹ đứng ở đầu bảng, hydro, heli, lithi và một số nguyên tố khác. Và các nguyên tố nặng hơn thì dịch chuyển dần xuống dưới. Hydro, nguyên tố nhẹ nhất, đơn giản nhất và dồi dào nhất trong vũ trụ là thành phần chính trong các vì sao. Trong phạm vi một dải tinh vân, các nhóm mây khí và bụi này dần dần hình thành các đám mây nhỏ hơn. Trong hàng tỷ năm, chúng tụ lại với nhau bởi một lực rất quen thuộc. Cùng là loại lực kết nối chúng ta với trái đất và giữ cho chúng ta đứng vững trên đó. Trọng lực chính là lực gắn kết các sự vật để tạo nên các hành tinh, các vì sao, các thiên hà trong vũ trụ. Trên nhiều phương diện, trọng lực là lực có vai trò quan trọng nhất trong thiên văn học. Khi lực này tác động trong vũ trụ, một trong những thứ cơ bản nhất được tạo ra là các vì sao. Các vì sao giống như những đơn vị vật chất cơ bản nhất được tạo ra khi trọng lực kéo các khối lượng vật chất lại gần nhau. Mỗi đám mây đang được kết tụ có thể tạo ra từ hàng trăm đến hàng nghìn ngôi sao. Để tạo ra một vì sao như mặt trời của chúng ta với đường kính 1,6 triệu km, cần phải có một lượng khí và bụi lớn hơn Thái Dương hệ của chúng ta hàng trăm lần. Những vì sao này bắt đầu một cuộc đời trong cái lạnh buốt giá với nhiệt độ âm hàng trăm độ C. Nhưng khi trọng lực làm vỡ và dồn nén chúng lại, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Trong vòng vài trăm nghìn năm, đám mây biến thành một cái đĩa bị làm dẹt đi. Trọng lực dồn tâm của cái đĩa thành một khối cầu. Ở đó, nhiệt độ tăng vọt lên đến 2 triệu độ, nóng như thiêu như đốt. Hệ thống đang sáng rực này đây chính là hình thức của thời kỳ tiền sao. 10 triệu năm sau, khối tích tụ của hydro ở tâm của ngôi sao trẻ tăng vọt, vượt lên trên 8 triệu độ. Và một điều phi thường xảy ra. Khu vực tâm nóng đến mức xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch có nhiều tiết tố, nhưng chỉ có nghĩa là nhiệt độ rất nóng và nghĩa là các nguyên tử nhỏ trở thành nguyên tử lớn. Các nguyên tử hydro di chuyển nhanh đến nỗi chúng hòa lẫn vào nhau và tạo thành phân tử heli.
Liệu có phải phản ứng hạt nhân này đã tạo ra năng lượng để một ngôi sao tồn tại, cung cấp cho nó một nguồn sáng và nhiệt liên tục không? Nó tự phát sáng, tự toàn nhiệt, và đó là những gì cần thiết để biến một ngôi sao trở thành một ngôi sao thực sự. Nếu bạn có sự hợp nhất, bạn sẽ có một ngôi sao. Sau khi ra đời, cuộc sống của một ngôi sao sẽ là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, cuộc chiến chống lại trọng lực. Ban đầu, trọng lực hút các vì sao, và sau đó trọng lực lại muốn nghiền nát chúng. Trọng lực không bao giờ nhượng bộ, lúc nào nó cũng muốn kéo mọi vật lại gần với nhau. Vì vậy, nếu một ngôi sao muốn kéo dài tuổi thọ, nó phải tìm ra cách chống lại trọng lực. Chúng ta luôn có thể cảm nhận được trọng lực khi chúng ta cố nhảy lên hoặc trèo lên một tảng núi. Trọng lực luôn muốn kéo bạn ngược lại. Và để chống lại trọng lực, bạn phải có một cách nào đó để tạo ra một lực tác động theo hướng ngược lại với trọng lực. Nếu có một sợi dây thừng, bạn có thể dùng sức của mình kéo sợi dây để cưỡng lại, thậm chí là vượt qua trọng lực, nhưng điều đó không có nghĩa là trọng lực đầu hàng. Trọng lực luôn luôn làm việc, và bạn phải luôn duy trì lực này để giữ cho mình không rơi xuống. Nếu bạn từ bỏ, đầu hàng, hay nếu sợi dây bị đứt, trọng lực sẽ thắng ngay lập tức, còn bạn thì bị ngã. Điều tương tự xảy ra với các ngôi sao. Chúng cũng cố gắng thoát khỏi sự sụp đổ do tác động của trọng lực. Trọng lực luôn muốn ép các vì sao về tâm. Với các vì sao, phản ứng nhiệt hạch chính là sợi dây dưới dạng sức nén. Nhiệt độ khiến cho các phân tử trong ngôi sao chuyển động với vận tốc nhanh ra mọi hướng và đập ra phía ngoài. Quá trình này tạo ra một lực để các ngôi sao có thể cưỡng lại trọng lực. Áp lực tác động lên các vì sao phải tương đương với trọng lực tác động lên chúng, và nó có thể ở đó và tiếp tục cháy cho tới khi có thay đổi gì đó xảy ra. Trong phần lớn thời gian, ngôi sao duy trì ở trạng thái cân bằng này. Đây là một giai đoạn mà các nhà khoa học gọi là kịch bản chính. Mặt trời của chúng ta tuân theo kịch bản chính, và chúng ta hạnh phúc vì điều đó. Nó cung cấp năng lượng cho chúng ta gần như đều đặn mỗi ngày. Và chính điều đó đã giúp cho sự sống trên trái đất phát triển. Tất cả các vì sao theo kịch bản chính đều giống nhau. Một số thì nhỏ hơn và lạnh hơn mặt trời. Số khác lại có kích cỡ lớn hơn và nóng hơn rất nhiều. Thực ra sức nóng của một ngôi sao có liên quan đến màu sắc của ánh sáng mà nó phát ra. Như vậy, với một ngôi sao như mặt trời, hầu hết ánh sáng phát ra đều có màu vàng. Nếu mặt trời nóng hơn nữa, màu sắc của bức sóng chủ đạo sẽ là màu xanh, thậm chí là cực tím. Và những ngôi sao lạnh hơn sẽ toát ra nhiều ánh sáng màu đỏ. Những vì sao nhỏ, lạnh và có màu đỏ, giống như Proxima Centauri, ngôi sao gần nhất với mặt trời, còn được gọi là hành tinh lùn màu đỏ. Chúng có thể nhỏ bằng 1/10 khối lượng của mặt trời, với nhiệt độ trên bề mặt thấp hơn 3.870 độ C. Những hành tinh lùn màu đỏ là dạng sao phổ biến nhất trong vũ trụ. Còn có rất nhiều những ngôi sao đỏ mờ sáng như thế này trôi nổi trong vũ trụ, những ngôi sao giống như mặt trời. Khi nhìn lên bầu trời đêm, bạn sẽ không gặp những loại sao phổ biến nhất này. Chúng ta không thấy được những ngôi sao lùn màu đỏ bởi vì chúng rất mờ. Những gì ta nhìn thấy là những ngôi sao rất lạ, rất sáng và ở cách đây rất xa. Ở mặt bên kia của quang phổ là những ngôi sao to lớn màu xanh nằm trong kịch bản chính. Với nhiệt độ bề mặt trung bình là 25.000 độ C, chúng có thể lớn hơn mặt trời 20 lần và chói chang hơn 10.000 lần. Trong câu chuyện của những vì sao, đương nhiên kích cỡ có ảnh hưởng rất lớn. Khối lượng là yếu tố chủ chốt quyết định đến câu chuyện cuộc đời của một ngôi sao. Những ngôi sao càng lớn thì tuổi đời càng ngắn so với những ngôi sao nhỏ hơn. Và điều đó nghe có vẻ khá kỳ lạ, bởi vì bạn nghĩ rằng những ngôi sao khổng lồ sẽ có nhiều nhiên liệu hơn để đốt cháy, và có thể nghĩ rằng chúng sẽ tồn tại lâu hơn. Như vậy, trong khoa học, những ngôi sao lớn hơn sẽ đốt cháy năng lượng của mình nhanh hơn so với những ngôi sao nhỏ hơn. Tưởng tượng rằng có hai người đánh bạc ngồi ở một chiếc bàn chơi bài Blackjack. Bạn sẽ nghĩ rằng người có nhiều tiền nhất, người có nhiều năng lượng hơn để sử dụng sẽ cầm cự được lâu hơn. Nhưng nếu người chơi dùng dình hơn, lại đặt lớn cho mỗi lần cá cược. Một người chơi với nhiều tiền hơn và đặt 10.000 đô la cho mỗi lần cá, thì số tiền đó sẽ hết nhanh hơn nhiều. Vậy nghĩa là khối lượng càng lớn, nhiệt độ càng cao, áp suất càng lớn, tỷ lệ đốt cháy sẽ càng cao, và vì thế, khối lượng càng lớn càng sớm phải ra đi.
Và chỉ với một phép tính, ta có bao nhiêu năng lượng và tốc độ sử dụng là như thế nào? Ngôi sao với khối lượng lớn hơn sẽ kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn. Giống như đốt cháy một cây nến ở cả hai đầu, nhịp sống trên làn đường cao tốc. Một ngôi sao với kích cỡ lớn có thể biến mất chỉ trong vòng 1 triệu năm. Một ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta 10 lần có thể chỉ tồn tại lâu bằng 1 phần 10. Vậy là mặt trời của chúng ta sẽ tồn tại được tổng cộng khoảng 10 tỷ năm. Một ngôi sao lớn hơn mặt trời 10 lần có thể chỉ sống được 10 triệu năm. Trong khi sự tồn tại của những ngôi sao khổng lồ được đo bằng hàng triệu năm, thì sự tồn tại của những ngôi sao nhỏ hơn được tính bằng tỷ năm hoặc hàng triệu tỷ năm. Mỗi ngôi sao nhỏ được sinh ra trong vũ trụ. Vũ trụ vốn đã tạo ra các vì sao trong hơn 10 tỷ năm. Tất cả những ngôi sao đó đều đang ở thời kỳ sơ sinh của mình. Chưa ngôi sao nào trong số đó tiến gần tới thời điểm biến mất của mình. Tuy nhiên, với tất cả các vì sao bao gồm cả mặt trời của chúng ta, sự sống như thế này không thể nào kéo dài mãi mãi. Nó chỉ kéo dài đến chừng nào ngôi sao còn đủ năng lượng để đốt cháy. Nếu nhiên liệu hết, phản ứng nhiệt hạch sẽ dừng lại và trọng lực sẽ chiến thắng. Trọng lực không bao giờ đầu hàng, trong khi nhiên liệu có thể cạn kiệt chỉ sau một khoảng thời gian. Như vậy, cả những ngôi sao và người leo núi đều gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Đó là nếu họ không duy trì được cuộc chiến chống lại trọng lực, thì kết cục sẽ làm cái chết thê thảm. Kích cỡ của ngôi sao không chỉ ảnh hưởng tới vòng đời của nó, mà còn quyết định cách ngôi sao đó sẽ biến mất. Những ngôi sao khổng lồ phát nổ ở mức độ khủng khiếp, trong khi những ngôi sao nhỏ hơn sẽ có số phận là dần lụi tàn. Trong suốt hàng tỷ năm, mặt trời của chúng ta, một ngôi sao nhỏ ở tuổi trung niên vẫn đang đốt cháy nguồn cung cấp năng lượng hydro của mình. Giống như một người chơi từ từ cá cược từng cọc tiền của mình. Người chơi có thể ngồi thêm trong một khoảng thời gian dài, giống như ngôi sao đốt cháy hydro của nó trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, tới một thời điểm nào đó, bạn rồi cũng phải hết tiền. Các nhà khoa học dự đoán rằng trong tương lai 5 tỷ năm nữa, mặt trời của chúng ta sẽ tiến tới một thời điểm vô cùng trọng đại. Nguồn nhiên liệu hydro của nó sẽ hoàn toàn cạn kiệt, phản ứng nhiệt hạch sẽ chấm dứt và trọng lực sẽ bắt đầu nghiền nát ngôi sao. Tới thời điểm đó, tình thế không thể cứu vãn nổi nữa. Để có thể tiếp tục, một ngôi sao như mặt trời phải tìm ra được một nguồn nhiên liệu mới. Trong tay nó đang có sẵn khí heli. Nhưng để có thể đốt cháy heli, tâm của mặt trời phải nóng hơn nhiệt độ đốt cháy hydro gấp 10 lần. Không thể kết hợp khí heli với những nguyên tố nặng hơn như carbon và oxy cho đến khi tâm của nó đã đủ nóng. Điều này là vì rất khó tập trung các nguyên tử heli lại ở một khoảng cách thích hợp để có một lực hạt nhân đảm nhận công việc, thâu tóm chúng và đốt cháy chúng. Khi chúng tiếp tục co lại vào trong, tự nhiên đã định sẵn vận mệnh của ngôi sao. Tâm của ngôi sao sẽ trở nên vô cùng nóng do tác dụng của chính trọng lực đang muốn dồn nén và phá hủy nó. Khi đạt tới 100 triệu độ C, khí heli bắt đầu kết hợp với carbon trong một phi vụ mạo hiểm tuyệt vọng để sinh tồn. Kẻ đánh bạc trong cơn tuyệt vọng sẽ mang cầm cố nhà cửa để lấy thêm tiền. Nhưng trong lúc vay thêm tiền để đánh bạc, người đó cũng chỉ đang trì hoãn một thực tế không thể tránh khỏi, đó là trở nên khánh kiệt. Với một ngôi sao, thực tế không thể tránh khỏi, đó chính là cái chết. Ngôi sao mất 10 tỷ năm để đốt cháy hết lượng khí hydro của mình, giờ chỉ có thể duy trì sức mạnh nhờ vào nguồn khí heli trong vòng 100 triệu năm. Sau đó, hành động bắt đầu. Khí hết hydro, nó bắt đầu đốt cháy khí heli. Khí hết heli, nó sẽ cố tập trung khí carbon và thất bại. Nhưng tất cả các hoạt động, những gì xảy ra vào lúc này thực ra xảy ra vào giai đoạn 10% cuối cùng trong cuộc đời của một ngôi sao. Nhiệt năng của khí heli bị cháy khiến cho lớp ngoài của ngôi sao phồng lên. Tới lúc đó, bầu khí quyển ở bên ngoài ngôi sao của chúng ta được giữ bằng trọng lực một cách yếu ớt, đến nỗi nó bắt đầu bốc hơi. Qua một chuỗi các hiện tượng mà tôi gọi là vụ nổ lớn,
ngôi sao sẽ đào thải lớp vỏ khí bên ngoài, vốn chỉ được duy trì bằng một trọng lực rất yếu. Quá trình này sẽ làm một số lớp vỏ khí bị bắn ra ngoài. Những vỏ khí này phát quang do sức nóng ở bên trong lõi của ngôi sao, và điều đó sẽ gây ra hiện tượng mà chúng ta gọi là tinh vân. Những lớp vỏ khí phát sáng long lanh bao quanh phần tâm đang chết dần của mặt trời. Tâm mặt trời không còn đủ nóng để tạo ra bất kỳ một phản ứng nhiệt hạch nào. Liệu nó có thể thắng được sức kéo của trọng lực không? Khi một ngôi sao to bằng mặt trời của chúng ta chết đi, nó sẽ làm bật các lớp vỏ ngoài ra. Không có những phản ứng hạt nhân tạo ra áp suất ra bên ngoài, trọng lực sẽ chiếm thế thượng phong. Ngôi sao bắt đầu tự sụp đổ, giống như một người leo núi quá mệt mỏi, không thể tiếp tục bám vào sợi dây. Có một cách, nếu như người leo núi quá mệt, không thể tiếp tục bám vào sợi dây của mình, đó là nếu tìm được điểm nghỉ chân trong một hốc đá. Trọng lực sẽ kéo mọi thứ nó thích về phía mình, nhưng điểm tựa lại có thể bảo vệ người leo núi chống lại trọng lực. Và người leo núi sẽ không phải bỏ thêm chút năng lượng nào để thắng trong trận đấu này. Có một loại sao điển hình, và mặt trời của chúng ta chính là một ví dụ. Nó giống như một người chơi hiểu được rằng mình chưa thua trong cuộc chiến chống lại trọng lực. Ngôi sao đang bị co lại này tìm thấy điểm tựa của nó ở một nơi bất ngờ. Các electron, những nguyên tử tí hon mang điện tích âm. Electron không muốn bị ép nén, vì thế chúng ở rất gần nhau, bởi vì thực ra các electron không thích nhau. Nếu bạn nén các electron đến một mức độ thích hợp, thì chính các electron sẽ giữ cho ngôi sao chống lại trọng lực. Khi tâm của ngôi sao giống như mặt trời của chúng ta đang chết dần, bị ép đến khi còn bằng kích cỡ của trái đất, hiện tượng mà ta gọi là sự tàn lực của electron sẽ chế ngự. Trọng lực không thể khiến ngôi sao mất đi thêm được nữa. Ngôi sao sẽ nguội dần đi cho đến khi chỉ còn là một thiên thạch, gọi là hành tinh lùn màu trắng. Giống như ngôi sao này, Sirius B, một ngôi sao chỉ được xuất hiện mờ nhạt bên cạnh hàng xóm Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của chúng ta. Hành tinh lùn màu trắng là một loại sao rất lạ. Nó rất đặc. Sao lùn trắng có khối lượng gấp khoảng 300.000 lần trái đất, được dồn nén thành một vật thể có kích cỡ ngang với trái đất của chúng ta. Chỉ cần bạn có một thìa cà phê đầy vật chất, nó đã có thể nặng đến vài tấn. Đây là một điều kỳ diệu. Sao lùn màu trắng là giai đoạn cuối cùng của một ngôi sao giống như mặt trời. Nhưng nó chưa hẳn là đã chết, nó sẽ tiếp tục phát sáng trong hàng tỷ năm nữa, trong quá trình bức xạ dần dần toàn bộ năng lượng của mình. Tôi thích gọi ngôi sao lùn trắng là những ngôi sao về hưu, theo một nghĩa là tất cả những ngôi sao mà chúng phát ra năng lượng được tích tụ trong toàn bộ cuộc đời là một ngôi sao của mình, từ khi chúng vẫn còn lẫn lộn những nguyên tố nặng và những nguyên tố nhẹ như mặt trời của chúng ta lúc này, tức là nó đang tiêu tiền, khoản tiền tiết kiệm của mình. Nó là một ngôi sao đã nghỉ hưu. Mặt trời của chúng ta cũng sẽ có số phận tương tự như vậy. Nhưng một số ngôi sao lùn trắng vẫn có thể ca khúc khải hoàn cuối cùng nhờ những người bạn muốn giúp chúng một tay. Bởi vì, mặc dù mặt trời của chúng ta sống cô độc trong vũ trụ, nhưng hơn một nửa số các ngôi sao có ít nhất một người bạn đồng hành. Hầu hết các ngôi sao là thành viên của các hệ tinh tú, có hai hoặc nhiều ngôi sao khác. Hai ngôi sao ở gần nhau có thể có những số phận rất khác so với những ngôi sao đơn lẻ thông thường. Nếu một ngôi sao lùn trắng được liên kết bởi trọng lực với một ngôi sao khác trong một hệ thống gồm có hai ngôi sao, nó hoàn toàn có thể đánh cắp mạng sống từ người bạn của mình. Ngôi sao lùn trắng nhỏ nhưng đặc tỏa ra một lực hấp dẫn mạnh đến nỗi nó có thể hút vào trong mình những dòng khí hydro. Khi nó tích tụ vật chất từ ngôi sao đồng hành, nó có thể tăng dần về khối lượng, và cuối cùng, khối lượng của ngôi sao lùn trắng có thể vượt qua giới hạn ổn định, nặng hơn mặt trời của chúng ta khoảng 40%. Khi đó, ngôi sao lùn trắng sẽ phát ra một vụ nổ vô cùng khủng khiếp. Mọi thứ nổ tung, phát ra một tia lửa sáng rực. Một hiện tượng được gọi là sự trốn chạy của một ngôi sao.
Vụ nổ cực lớn này được biết đến như là hiện tượng supernova siêu tân tinh loại 1A. Vậy nếu mặt trời của chúng ta không làm được như vậy, nó sẽ lụi tàn một cách khá bình lặng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ cần đến kem chống nắng, kem chống siêu tân tinh, hay một loại vũ khí gì đó để bảo vệ chính mình khỏi ánh sáng chói chang đó. Nhà thiên văn học Alex Filipenko của Đại học California ở Berkeley là một trong những người săn tìm các vụ nổ supernova thành công nhất trên thế giới. Đội của ông đã tìm được hơn 600 vụ nổ như vậy trong thập kỷ vừa qua. Một thành tích quả là phi thường vì hiện tượng đó chỉ xảy ra 2 lần trong một thế kỷ ở mỗi thiên hà. Việc tìm kiếm vụ nổ supernova cũng giống như dò quét khắp các khán đài ở một sân bóng đá bằng ống nhòm để tìm ra một người đang chụp một bức ảnh có dùng đèn flash tại một thời điểm bất chợt nào đó. Nếu bạn nhìn từng người một, sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra người tình cờ chụp ảnh có dùng đèn flash đó. Filipenko làm tăng cơ hội cho mình bằng cách nới rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài một ngôi sao đơn lẻ hay thậm chí một thiên hà đơn lẻ. Để làm được điều này, ông cần có sự hỗ trợ của máy móc công nghệ rất cao. Đây là robot tìm kiếm tự động để phát hiện các vụ nổ supernova. Nó đã được lập trình để tự động chụp ảnh của hơn 1.000 thiên hà trong mỗi đêm và trong một tuần là khoảng 7 hay 8.000 thiên hà. Sau đó, nó lặp lại quá trình đó, so sánh những tấm ảnh cũ chụp từng thiên hà với tất cả những bức ảnh khác. Thông thường thì không có gì khác trong những bức ảnh mới hơn. Tuy nhiên, đôi khi có một ngôi sao phát nổ và một vụ nổ supernova xuất hiện. Khi đó, bạn sẽ thấy một điểm sáng trong bức ảnh mới, thứ mà đã không xuất hiện trong những bức ảnh cũ. Mặc dù một vụ nổ supernova phát ra thứ ánh sáng rất ấn tượng, ánh sáng ta quan sát được chỉ là 1% của 1% của tổng mức năng lượng. 1/10.000 của tổng số năng lượng được giải phóng do vụ nổ khủng khiếp đó gây nên. Mặc dù những vụ nổ supernova loại 1A là do những ngôi sao lùn trắng phát nổ, nhiều vụ nổ được xếp ở loại 2 báo trước cái chết thảm khốc của một vì sao với khối lượng lớn hơn, có thể gấp mặt trời đến 7 hay 8 lần. Không giống như những người anh em nhỏ hơn của mình, khi những ngôi sao khổng lồ tiêu hết chỗ năng lượng khí hydro của mình, nó có quyền tiếp tục đốt cháy các nguyên tố khác. Cho bụi từ những phản ứng hạt nhân được chuyển thành năng lượng cho những phản ứng tiếp theo. Vậy là về cuối đời mình, ngôi sao trông giống một củ hành, nhìn theo mặt cắt ngang, với phần bên ngoài là năng lượng hydro gốc, bao quanh tầng tầng lớp lớp các nguyên tố nặng hơn. Trong phần lớn cuộc đời của mình, nó kết hợp hydro với heli, sau đó là heli với carbon và oxy, rồi lại oxy với neon và magie, sau đó silic và lưu huỳnh. Cuối cùng là sắt, ngôi sao khổng lồ có phần lõi bằng sắt. Nhưng việc kết hợp sắt với các nguyên tố nặng hơn không đem lại lợi ích gì cho ngôi sao, việc đó không làm cho phần bên trong ngôi sao nóng lên. Bởi vì quá trình kết hợp sắt với những nguyên tố nặng hơn đòi hỏi phải có năng lượng, nó hấp thu thêm năng lượng chứ không tỏa ra năng lượng. Vì thế, lõi sắt của ngôi sao được tạo thành mà không nhờ bất kỳ quá trình kết hợp nào và cuối cùng trở nên không ổn định. Khi nó to gấp giữa mặt trời chúng ta, nó sẽ nổ tung. Vụ nổ đó vô cùng khủng khiếp. Trong vòng nửa giây, phần lõi to, xấp xỉ kích cỡ của trái đất bị nghiền vụn thành một vật thể có đường kính chỉ khoảng 16 km. Trong một khoảnh khắc, phần lõi đang tan ra này bật lại và va chạm với những lớp vỏ ngoài của ngôi sao, tạo ra một trong những vụ nổ khốc liệt nhất trong vũ trụ của chúng ta kể từ sau vụ nổ Big Bang. Sự mất đi của lõi sắt thổi bay những phần còn lại của ngôi sao trong một vụ nổ dữ dội. Đó thật sự là một sự kiện hoành tráng và phi thường. Các nhà khoa học tin rằng các vụ nổ supernova có nhiều ý nghĩa với vũ trụ hơn là những màn ngoạn mục và ấn tượng đơn thuần. Thực ra đó là nguồn gốc sinh ra những nguyên tố nặng hình thành mọi thứ xung quanh chúng ta. Tất cả sắt trong xưởng đúc này bắt nguồn từ sự biến mất của một ngôi sao, từ những vụ nổ khủng khiếp. Tất cả lượng sắt ở khắp nơi bạn thấy đều xuất phát từ những vụ nổ của các ngôi sao. Và trên thực tế, tất cả những nguyên tố nặng hơn sắt đều được tạo ra, dù gián tiếp hay trực tiếp, từ những ngôi sao phát nổ. Những nguyên tố này bị phát tán vào vũ trụ nhờ có các vụ nổ lớn như thế.
Khi vật chất từ những vụ nổ này được giải rác trong khắp vũ trụ, chúng trở thành các thành tố tạo nên những hành tinh, mặt trăng, những ngôi sao mới và những thứ thậm chí còn đặc biệt hơn. Nếu bạn tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên của mình ngược về những ngày đầu tiên, bạn cũng có thể thấy một ngôi sao trên cây phả hệ của nó. Chúng ta được tạo ra từ trường tinh tú, hay còn gọi là những vì sao hoặc bụi. Như Carl Sagan đã từng nói, các thành tố trong cơ thể của chúng ta, không chỉ về mặt di truyền mà cả về chi tiết, các nguyên tố nặng hơn như hydro và heli trong cơ thể chúng ta đều xuất phát từ những ngôi sao đã chết từ cách đây rất lâu. Canxi trong xương của chúng ta, khí oxy mà chúng ta thở, sắt trong những tế bào máu màu đỏ của chúng ta, carbon trong hầu hết các tế bào của chúng ta. Tất cả những nguyên tố này được tạo ra từ các vì sao thông qua phản ứng hạt nhân và sau đó được phát tán ra ngoài qua các vụ nổ supernova. Những nguyên tố nặng nhất như sắt và những nguyên tố phía trên tự phát nổ và được phân tán đi nhờ những vụ nổ supernova. Trong khi những vụ nổ supernova loại 2 bao phủ toàn vũ trụ bằng những nguyên tố nặng, phần lõi của ngôi sao đang phát nổ thì vẫn còn nguyên. Phá hủy nó là công việc của trọng lực. Nhưng để nghiền nhỏ ngôi sao thành một ngôi sao lùn trắng với kích cỡ nhỏ hơn, nó sẽ phải vượt qua một lực rất lạ, áp suất phân tán electron. Trọng lực tìm ra được cách đánh bại lực này, vì các electron vốn thường tìm cách đẩy nhau ra, nên bằng cách kết hợp chúng với proton và biến chúng thành neutron. Chúng ta sẽ có một vật thể mới hầu như được tạo thành từ neutron và trọng lực thắng. Giờ đây toàn bộ hệ thống sụp đổ và không còn electron để ngăn cản quá trình này nữa. Trọng lực có vẻ như đã chiến thắng, ngoại trừ một điều, neutron hóa ra cũng không thích nhau và chúng ta sẽ có một vật thể mới ổn định hơn, nhưng thậm chí còn nhỏ hơn và đặc hơn, gọi là ngôi sao neutron. So sánh với những ngôi sao bình thường, những ngôi sao neutron chỉ là hạt tiêu trong vũ trụ. Những ngôi sao nhỏ bé có đường kính chỉ khoảng 16 km. Tưởng tượng như chúng ta có một ngôi sao nhỏ bằng 1/5 lần mặt trời của chúng ta, sau đó nén tất cả vật chất này vào một không gian rất hẹp, chỉ bằng kích cỡ của thành phố Manhattan. Chúng ta vừa tạo ra một ngôi sao neutron. Dồn ép khối lượng lớn chừng đó vào một không gian nhỏ như vậy tạo ra một vật thể cực kỳ đông đặc. Một thìa đầy vật chất ở một hành tinh neutron có thể nặng đến hàng tỷ tấn. Các ngôi sao neutron là một trong những vật thể thú vị và kỳ lạ nhất mà các nhà thiên văn học từng nghiên cứu trong lịch sử nghiên cứu vũ trụ. Nếu một người dừng lại trên một ngôi sao neutron, trải nghiệm của anh ta sẽ không hề dễ chịu chút nào. Nếu trên trái đất anh ta nặng khoảng 68 kg, thì trên một ngôi sao neutron, anh ta có thể nặng đến 10 tỷ tấn. Cơ thể sinh học của chúng ta không thể chịu được áp lực lớn như thế, nên người đó sẽ bị nghiền nát trên bề mặt của ngôi sao. Hơn nữa, các ngôi sao neutron quay tròn với một tốc độ cao, trong nhiều trường hợp là hàng trăm lần trên một giây. Chính tốc độ quay này đã cho phép các nhà thiên văn học phát hiện ra các ngôi sao neutron. Một vài ngôi sao neutron quay tròn rất nhanh và có một từ trường mạnh đến không ngờ. Từ trường này cùng với việc quay tròn ép những phần tử tích điện, các electron di chuyển dọc theo các trục trong từ trường của nó, và những electron đang tăng tốc này phát sáng và tập trung thành một tia sáng. Nó giống như một ngọn hải đăng với ngọn đèn luôn được bật, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy nó khi ánh sáng của ngọn hải đăng sao với tầm nhìn của chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ có thể thấy những ngôi sao neutron tỏa sáng khi tia sáng của nó chỉ về phía chúng ta. Vật thể đó được gọi là điểm nhấn. Một ngôi sao lớn đến nỗi gấp từ 25 đến 40 lần mặt trời, ngay cả ngôi sao neutron cũng không chịu được trọng lực của nó khi nổ tung. Và trọng lực thậm chí còn nghiền nó nhỏ hơn thành một vật thể với độ đông đặc tuyệt đối và có một sức hút gần như vô tận, một hố đen. Hiểu theo một cách nào đó, một hố đen chính là một ngôi sao thực sự đã chết đi. Về cơ bản, một hố đen thể hiện sự chiến thắng của trọng lực trên lãnh địa của một ngôi sao. Nó là sự sụp đổ hoàn toàn của một ngôi sao khổng lồ. Sự sụp đổ này tạo ra một khu vực không gian nơi vật chất bị dồn nén tới một độ dày đặc đến nỗi trọng lực không thể thoát ra ngoài.
Hố đen là một hiện tượng rất kỳ lạ, không gì có thể thoát khỏi các hố đen, ngay cả thứ chuyển động nhanh nhất mà chúng ta biết, đó là ánh sáng. Dù là một tia sáng được chiếu thẳng, tia sáng đó sẽ bị bẻ cong lại và chúng ta không thể quan sát bằng mắt thường. Vậy nên nó được đặt tên là hố đen. Một quan điểm sai lầm rất phổ biến cho rằng hố đen sẽ nuốt mọi thứ trong vũ trụ. Như thế, chúng là những chiếc máy hút bụi trong vũ trụ, hấp thụ mọi thứ ở xung quanh. Thực ra thì không phải thế. Nếu các vật thể ở rất gần hố đen, chúng sẽ bị hút vào. Nhưng nếu chúng ở cách tương đối xa, với một lực chống lại đủ mạnh, chúng ta sẽ không bị hút vào. Từ lâu, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng vẫn còn một loạt vụ nổ supernova nữa gắn liền với những ngôi sao lớn hơn và thậm chí là những vụ nổ với quy mô khủng khiếp hơn. Những ngôi sao sụp đổ một cách quá thảm khốc, không để lại bất kỳ dấu vết nào hết, ngay cả một hố đen. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy một ngôi sao như thế cho đến tận bây giờ. Thậm chí sau hàng tỷ năm, vũ trụ vẫn làm chúng ta ngạc nhiên với sức mạnh hoang dại của mình. Vào mùa thu năm 2006, các nhà thiên văn đã quan sát được vụ nổ ngôi sao lớn nhất mà con người từng được chứng kiến. Cách trái đất 240 triệu năm ánh sáng, có một ngôi sao khổng lồ phát nổ. Alex Filipenko và đội của ông của trường đại học California ở Berkeley đã vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của vụ nổ. Toàn bộ năng lượng được phóng ra lớn hơn năng lượng từ một vụ nổ của một ngôi sao bình thường hàng trăm lần. Đó là một vụ nổ vô cùng lớn. Một vụ nổ của một ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta tới 10 lần. Nhưng vụ nổ supernova 2006 GI phi thường, theo như nhận định của các nhà thiên văn, có vẻ như đã báo trước cái chết của một ngôi sao lớn hơn như vậy từ 150 đến 200 lần. Đó là kích thước lớn nhất của một ngôi sao có thể đạt được. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu dư chấn của vụ nổ, nhưng họ nghĩ rằng vụ nổ 2006 GI vẫn còn rất nhiều điều để chúng ta phải nghiên cứu về những ngôi sao đầu tiên từng cư trú trong vũ trụ. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng thế hệ những ngôi sao đầu tiên có thể có kích cỡ thực sự lớn và có thể chúng đã phát nổ theo cơ chế tương tự. Những vụ nổ siêu lớn này rất có thể đã bao phủ vũ trụ nguyên sơ với các nguyên tố nặng. Những ngôi sao khổng lồ này chính là những nhà máy sản xuất sắt lớn nhất trong vũ trụ. Chỉ tính riêng một ngôi sao lớn hơn mặt trời 150 lần có thể tạo ra 20 đến 25 thực thể bằng sắt có kích cỡ tương đương như mặt trời. Đó là một điều kỳ diệu. Trong vòng tuần hoàn của cuộc sống, không chỉ ở trên trái đất, mà còn trong cả vũ trụ bao la, khi các ngôi sao chết đi, đặc biệt là những ngôi sao ra đi vô cùng ngoạn mục, những ngôi sao kích cỡ lớn đã tạo ra những tố nặng ở bên trong lão của mình. Chúng giao hạt giống cho những thế hệ sao tiếp theo, làm tăng khả năng các hành tinh sẽ xuất hiện trong những thế hệ tới. Và các hành tinh lại chứa những thành phần làm nên chính sự sống. Những vụ nổ không phải là những sự kiện duy nhất xoay quanh câu chuyện của một ngôi sao. Ngay lúc này đây, trong vũ trụ, đã có hàng nghìn cặp ngôi sao đang tham gia những vũ điệu với ngọn lửa. Với một trong số đó, điệu nhảy này sẽ kết thúc trong thảm kịch. Nhà vật lý học thiên thể Joshua Barnes ở Đại học Hawaii nghiên cứu hiện tượng xảy ra khi các ngôi sao va chạm với nhau. Chúng ta không có diễm phúc được quan sát các vì sao va chạm nhau. Một cặp sao chuyển động và va vào nhau chỉ diễn ra trong một thời điểm cụ thể, không thể quan sát được, thậm chí là bằng loại kính viễn vọng tốt nhất mà chúng ta hiện có. Vì vậy, chúng ta cần thăm dò những sự kiện này bằng máy tính. Dùng các mô hình bằng máy tính, các nhà vật lý học thiên thể có thể dùng bất cứ hai loại sao nào và tìm hiểu điều gì xảy ra trong một vụ va chạm khổng lồ ngoài vũ trụ. Các hình mẫu mô phỏng các tình huống giả thuyết để xem điều gì xảy ra. Có thể cho rằng nó cũng giống như nghiên cứu một vụ va chạm ô tô, lấy hai chiếc xe ra khỏi bãi đỗ để chúng đâm vào nhau và quan sát xem kết quả ra sao. Trong số những vụ va chạm mạnh nhất mà các nhà vật lý học thiên văn đã tạo ra, có sự va chạm của hai ngôi sao neutron đang bay theo quỹ đạo. Thông thường, hai ngôi sao có thể xảy ra va chạm là những ngôi sao quay quanh quỹ đạo của nhau. Và trong khi quay theo quỹ đạo như thế, chúng làm nhiễu không gian xung quanh mình, tạo ra những bước sóng năng lượng. Chính năng lượng này làm chậm vòng quay của các ngôi sao và đưa chúng đến gần nhau hơn.
Khi đã tiến đến khoảng cách nhất định, chúng sẽ tăng tốc độ vòng quay lên đến hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn lần trong một giây. Sự kiện cuối cùng diễn ra rất kịch tính. Khi hai ngôi sao neutron đâm vào nhau, chúng đang chuyển động với tốc độ của ánh sáng. Cho dù vụ đâm cuối cùng chỉ chiếm khoảng 1% giây, nó phát ra một năng lượng lớn hơn những gì mặt trời có thể sản sinh trong toàn bộ cuộc đời của mình. Nhờ có các mô hình máy tính, chúng ta có thể dự đoán những gì xảy ra khi một sao lùn trắng vô cùng đặc va chạm với mặt trời của chúng ta. Đó hẳn sẽ là một vụ va chạm nảy lửa. Ở một khoảng cách thích hợp, trường trọng lực của ngôi sao lùn trắng sẽ làm biến dạng mặt trời. Vì vậy, nó sẽ không còn nguyên mà biến dạng thành hình quả trứng mỗi khi ngôi sao này tiến đến gần nó. Khi sao lùn trắng va vào mặt trời với vận tốc siêu âm, trọng lực của nó sẽ tạo ra một sóng rung động mạnh mẽ xuyên qua ngôi sao này. Hiện tượng này sẽ tạo ra năng lượng nhiệt hạch đủ để khiến mặt trời phát nổ. Thật kinh ngạc vì chỉ mất khoảng 1 giờ để sao lùn trắng đâm vào mặt trời và tạo ra sự hủy diệt. Nếu thảm kịch này trở thành sự thật, sự sống trên trái đất cũng đến ngày tận thế. May thay, khả năng xảy ra sự việc này là rất nhỏ bởi vì mặt trời nằm ở một nơi không đông đúc lắm trong dải ngân hà của chúng ta. Các ngôi sao đơn lẻ thường lang thang lơ lửng trong quá trình quay quanh một tâm nhất định. Đó là một tình trạng giao thông rất phức tạp. Nhưng vì không gian giữa các ngôi sao cũng rất rộng, nên không có nhiều khả năng là va chạm sẽ xảy ra. Nếu bạn quyết định đợi trên bãi biển này để chứng kiến vụ nổ giữa mặt trời và một ngôi sao khác, bạn sẽ phải chờ rất lâu đấy. Trong suốt cuộc đời của mình, mặt trời chỉ có 1/1 tỷ khả năng va chạm với các ngôi sao khác mà thôi. Tuy nhiên, trong thiên hà, cũng có những vị trí mà ở đó, khả năng va chạm xảy ra là rất cao. Những khu vực có hàng trăm nghìn hay thậm chí hàng trăm triệu ngôi sao được trọng lực tích tụ lại thành một khối hình cầu lớn. So với những cánh tay hình chôn ốc của ngân hà, một khối hình cầu lớn giống như một đường đua hỗn loạn. Khả năng các vì sao va vào nhau trong thiên hà có hình cánh tay của chúng ta là 1 trong 1 tỷ. Nhưng trong một khối thiên hà hình cầu, các ngôi sao được tập hợp với mật độ dày đặc hơn dải ngân hà của chúng ta hàng triệu lần. Trong dải ngân hà, về cơ bản, các vì sao đi theo một hướng chung. Nhưng trong một khối hình cầu, chuyển động không theo một tổ chức nào cả. Tất cả các ngôi sao đều quay quanh tâm, nhưng lại theo những quỹ đạo có hướng khác nhau. Vì vậy, một số đi theo hướng này, một số khác lại đi theo hướng ngược lại. Trong tình huống hỗn loạn này, các ngôi sao sẽ va vào nhau theo tỷ lệ trung bình là 1 lần trong 10.000 năm. Các ngôi sao trong một khối được sinh ra tại gần như cùng một thời điểm, nên khi các nhà thiên văn học quan sát toàn bộ khối sao, họ không xác định tinh thần là sẽ gặp ngôi sao nào trẻ trung. Tuy nhiên, có một điều rất kỳ lạ là các khối sao hình cầu lớn thường che giấu cho những kẻ lạ mặt rất bí ẩn. Những ngôi sao lớn màu xanh trẻ hơn nhiều so với những ngôi sao nhỏ và mờ hơn xung quanh chúng. Những ngôi sao có vẻ như không thể xuất hiện ở những nơi như thế này được gọi là những gã xanh chậm chạp. Điều bí ẩn của những ngôi sao màu xanh này là chúng trẻ hơn so với mong đợi. Tất cả những ngôi sao có khối lượng và độ sáng như vậy lẽ ra đã phải mất đi từ hàng tỷ năm trước trong cụm sao đó. Vậy câu hỏi đặt ra là những ngôi sao này đến từ đâu? Tại sao chúng lại lọt được vào trong các cụm sao? Nhà vật lý học thiên văn Joshua Barnes nghĩ là ông đã có câu trả lời. Ông tin rằng những ngôi sao xanh này là kết quả từ những vụ va chạm của các ngôi sao già hơn, mờ hơn. Sự va chạm giữa hai ngôi sao trong kịch bản chính, hai ngôi sao tương tự như mặt trời, thực ra khá nhẹ nhàng. Sự tương tác trọng lực giữa hai ngôi sao sẽ tác động đến chúng theo hình chôn ốc. Khi đã mất hầu hết năng lượng trong chuyển động, chúng sẽ trở lại theo nhiều hướng. Chúng nóng lên và phình ra, ngôi sao nọ cuộn quanh ngôi sao kia vài lần như vậy, cho đến khi chúng thực sự hòa vào với nhau, hai ngôi sao nhập vào làm một.
Cuối cùng, thay vì tạo ra một sự hủy diệt khủng khiếp, hai ngôi sao hòa vào với nhau và tạo thành một ngôi sao mới lớn hơn. Thực ra, chúng đang thực hiện việc gộp hai ngôi sao già cỗi lại để tạo thành một ngôi sao trẻ trung lớn gấp đôi và vì thế sáng hơn và xanh hơn tất cả những ngôi sao còn lại. Vì thế, nó có vẻ già hơn so với những ngôi sao được sinh ra cùng thời. Khi điều bí ẩn với ngôi sao xanh có vẻ như đã được khám phá, bầu trời vẫn còn vô số những vật thể bất thường đang thách thức sự tìm tòi của khoa học. Hố đen, các ngôi sao lùn trắng và sao neutron, tất cả đều thể hiện sự kết thúc của một thiên thể. Nhưng vẫn còn những vật thể kỳ lạ khác trên bầu trời chưa bao giờ có cơ hội tỏa sáng. Chúng không hẳn là hành tinh, cũng không phải là những vì sao, chúng là những ngôi sao lùn màu nâu. Sao lùn nâu về cơ bản là một ngôi sao thất bại. Nhà thiên văn học của Đại học Hawaii, Michelle Liu, đang tìm kiếm những vật thể như những ảo ảnh này. Các ngôi sao thường phát ra ánh sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy từ khoảng cách rất xa. Nhưng sao lùn màu nâu có nhiệt độ rất thấp và vì thế tỏa ra rất ít ánh sáng. Chúng rất mờ. Và như vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi chúng ở khoảng cách rất gần. Một ngôi sao lùn nâu cũng có các thành phần như một ngôi sao, nhưng đơn giản là không đủ lớn để xúc tiến phản ứng nhiệt hạch. Một thiên thể có khối lượng nhỏ hơn 8% khối lượng của mặt trời, nó sẽ không thể sinh ra năng lượng và trở thành một ngôi sao thất bại. Không có sự phản ứng nhiệt hạch, những ngôi sao thất bại này có vẻ giống với những hành tinh hơn. Nếu bạn lái một phi thuyền bay qua một ngôi sao, bạn sẽ không thấy gì giống như mây, núi hay điều gì đó tương tự. Nhưng khi đi thăm một ngôi sao lùn màu nâu, mọi việc sẽ khác. Chúng tôi tin rằng khí quyển của nó phần nào giống với phiên bản của một hành tinh lớn hơn, đó là sao Mộc. Nếu đã nhìn thấy những bức ảnh của sao Mộc, bạn sẽ nhìn thấy những mạch, rãnh và những đám mây trên bề mặt. Cho dù chúng tôi chưa bao giờ chụp ảnh bề mặt của một ngôi sao lùn màu nâu, chúng tôi tin là chúng có những cấu trúc đám mây tương tự. Đây không phải là những đám mây bình thường như chúng ta thấy ở trên trái đất. Chúng là sắt ở dạng hơi, bốc lên tạo thành mây, và những đám mây này có thể rất dày, có thể tạo thành những giọt mưa sắt. Tất nhiên, chúng ta sẽ không muốn có mặt ở đó khi trời mưa, vì đó là sắt nóng chảy. Cho đến ngày nay, các nhà thiên văn học đã xác định được vài trăm ngôi sao lùn nâu, và vẫn còn rất nhiều câu hỏi về những vật thể như những ảo ảnh này. Ngay lúc này, họ biết rằng một số sao lùn nâu có các đĩa bụi khí vây quanh chúng. Liệu những đĩa này có thể tạo thành hành tinh không? Đó chỉ là một trong rất nhiều điều bí ẩn cần được lý giải trong khi chúng ta tiếp tục khám phá các vì sao. Nhưng khoa học đã kịp tiết lộ rằng vũ trụ là một vương quốc thần kỳ, có chú lùn, có người khổng lồ, những vụ nổ mạnh mẽ và những ẩn số lớn về lịch sử của các vì sao sẽ giúp giải đáp những bí ẩn về nguồn gốc của vũ trụ và là chìa khóa để tìm hiểu nguồn gốc của chính chúng ta.